Đây là mấy anh em trên dân tộc bắt giếng, bắt chăn cái giếng này là lý do tát là do một cái đất nó sô chứ. Giờ các anh này anh xuống lên lấy đất lên và anh kéo lên. Được đâu, không được đâu. Không được đâu, đừng có làm đấy. Buộc vào. Buộc vào tay thằng Xuân, không mẹ nhóc cả người mày lên đấy. Ra cứ lát đi. Thằng hỏi ra. Cần nữa rồi. Làm động tác đặc công xuống giếng. Giếng đồng mà, nhưng mà sai kỹ thuật là cũng nguy hiểm hết đấy. Giếng này rất nhiều nước. Mà đất thì xô xuống. Tháo qua cho bà. Bây giờ nước đã ra nhiều rồi chứ à? Bê tông to không? Nó là gạch. Bỏ cái bùa này vẫn đang mùi nung ne này đó, hổn nung ne rồi. Nhỏ ra đập mỏng ra nhỏ lên. Buông chuông cái đơn vậy mẹ, buông chuông vậy. Thái lắm nhờ, bảo được. Huyết ơi! Bình thái à? Mày biết tao coi. Ôi, xô đi. Kéo lên. Đầu tiên cho một hai viên lên thử nghiệm đi, dây rết thế nào. Hai viên là có 14 con thôi. Ôi lên, lên kẹp, lên dài. Núp người vào. Hãy phương lên bà. Có lên đầu tiên đấy. Hay. Bao coi. Mẹ hàn hàn ra con lại chim lên. Nó là đi xem ra này là loại nó là hoài cản rồi kiểm tra xem mà có vàng viết rồi đấy không nhá. Chứ còn bàn cũng đóng vàng như này biết thế nào. Cái này có vàng. Vàng mặt vàng mũi. Cho cái đá qua đi bà. Lên. Cái này kéo. Số thứ 2.
Ta chả cho một cái rọ anh ơi. Mày cho mày rọ anh ơi. Ai chích chích cái bộ mày rọ. Ua dữ mà. Được rồi.